Cô Trang nói con định bỏ học, có đúng không? Dạ. Tại sao? Con phải lên núi tìm ba con. Giúp tóc lại đi, họ tới kia kìa. Trời, được họ tới cứu tôi, đã nằm trong bụng cá mập rồi. Con phải lên núi tìm ba con. Gót, chuyện gì đó? Gót, muốn gì hả? Nè, coi đi, chúng khóc chữ con Thảo. Muốn sống thì đưa ngay cái đồng hồ đây cho tao. Mày biết ba tao là thiếu tá Trần Báo chứ? Biết, biết thì sao? Biết, thì phải tuân lệnh tao. Ê, quỳ xuống, xin tha, tao sẽ cho mày nhận quà của con Thảo. Không bao giờ. Nhào cho tụi bay. Ừ.
Dạ. Vô. Mày mà còn chơi chèo, tụi tao không tha cho mày đâu, hiểu chưa? Ai cho phép mày làm bạn con Thảo hả? Con Thảo tới đó. Chạy mày, chạy chạy. Theo dì nhận xét, cậu Hiệp con thiếu tá Báo rất quý mến con. Cảm ơn dì, nhưng con không thể chơi với cậu ta được. Tại sao? Dì tha lỗi, nhưng con thấy cậu ta dì hợm thế nào á. Trễ rồi, sao con chưa sửa soạn đi lễ? Dạ, xong ngay bây giờ thôi ạ. À. Thảo, đứng lại. Dì có chuyện muốn nói với con. Con có nhớ hôm nay là ngày gì không? Thưa dì, hôm nay là thứ năm tuần thánh, ngày giải tội. Cầu Chúa ban phước lành cho con và giữ cho con khỏi sa ngã đàng tội. Thưa dì, con không hiểu, con sa ngã đàng tội từ lúc nào ạ? Con sa ngã đàng tội từ khi con giao du với thằng Biển, con trai của tên Việt Cộng nguy hiểm xấu mạnh. Việt Cộng là quỷ dữ, chỉ có những kẻ phản Chúa như Giuđa mới bày tỏ thiện cảm và bên vực Satan. Thưa dì, con không biết ông xấu mạnh là ai. Con chỉ biết Mai Biển học cùng lớp với con, và chính bạn ấy cứu con khỏi chết đuối mùa hè vừa rồi. Lại Chúa tôi, tụi nhà nghèo là phận tôi tớ. Thằng đó thấy con bị dột bẻ thì nó phải có bổn phận dìu con vào bờ. Ơn huệ gì? Con xin dì, dì đừng nói vậy, tội lắm. Nè, đừng vì chuyện con nít mà làm hại đến thanh danh và sự nghiệp của ba con. Con biết đó, người Mỹ có ý định mời ba con sang Hoa Kỳ tiếp tục nghiên cứu công trình sóng thần. Mang số tiền này trả công cho thằng nhãi ranh ấy và quên nó đi, nghe không Thảo? Nha Trang, the kingdom of the sea, of the rifle and salmon. In the old days, our ancestors won the natural calamity, useless,
Why peace and aggressor. Explore wide areas, building our beautiful territory by their sweat, tear and blood, making the passion of native love and freedom. How happy, how glorious for those who sacrifice their life to the country. 19, very well, thank you. My being, please. Mời Mai Biển. Keep silent. Đằng sau nó có cái gì kìa? Nó không biết, ông Biển nó nói. Cho cô xin tấm giấy đó. Bây giờ em dịch sang Việt văn đoạn tiếng Anh mà Thảo vừa ứng tác. Mai Biển, em có nghe cô vừa nói gì không? Thưa cô, em xin bắt đầu dịch. Nha Trang, xứ sở của biển cả, của những con người chính trực và hùng mạnh. Xưa kia tổ tiên chúng ta đã từng chiến thắng thú dữ, thiên tai, bệnh tật và giặc ngoại xâm, khai phá đất đai hoang vu, tạo dựng nên quê hương gấm dốc ngày hôm nay bằng máu, mồ hôi và nước mắt, hun đúc thành khát vọng tình yêu xứ sở và tự do nồng cháy. Hạnh phúc thay, vinh quang thay cho những ai biết hiến dâng cuộc đời mình cho tổ quốc. Với nội, thay cô ra đảo Dông Tố làm nhiệm vụ hoa hồng. Tốt, 16 điểm. Mời em Hiệp lên bảng. Lại chúa, tôi không thể nào ngờ nổi. Thưa ta có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Rồi bà hiệu trưởng còn ngạc nhiên hơn nữa. Chúng tôi mong rằng bà sẽ để mắt đến các giáo sư và đám học trò của bà nữa. Bóng ma cộng sản đang len lỏi khắp nơi trong thành phố này. Ba, cô giáo cảm phiền, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Cô hãy tuân lệnh ông thiếu tá, tôi sẽ dạy thay cô giờ học này. Nội ráng uống hết thuốc đi. Cô căm dặn con đừng để nội đi đâu hết. Nội bệnh mà. Ủa,
Cậu về rồi hả? Dạ. Sao cậu tốt vậy mà lại câm hả nội? Tội lắm con à. Cả nhà cổ bị lính Mỹ giết ở Ba Làng An. Cổ câm từ đó. Lạ thiệt. Cô Trang nhắn nội ra đảo giông tố thay cô Trang à? Dạ. Vừa ngó thấy xe cảnh sát lao vô sân trường, cổ nói nhỏ với con như vậy. Nhất định phải có việc hệ trọng, cô Trang mới nhắn nội ra đảo. Nội phải đi thôi. Con ở nhà nghe biển. Nội, nội để con đi thay nội. Ghe của mình mục nát hết trơn rồi, mình nội đi đâu có được. Không, nguy hiểm lắm. Để mình nội đi thay cô Trang. Tuổi ba con đang đợi ngoài đảo thì sao hả nội? Không tưởng tượng nổi đâu, lúc ba thằng Hiệp bước vô lớp bắt cô Trang, con thấy mắt thằng Hiệp thiệt là dễ sợ, hình như nó muốn ra oai với cả lớp. Dù sao nó cũng còn con nít, mà chiến tranh thì không phải là trò chơi dành cho những đứa trẻ. Con buồn nhất là khi nghe tin cô giáo Trang bị bắt, vì nói đáng đời, ai biểu cô đi theo Satan. Chuyện chính trị thì con xía vô làm gì? Ba đã nhờ người vào Sài Gòn mua cho con chiếc đồng hồ có nhạc rồi đó. Đừng buồn nữa nghe Thảo. Biển quyết định bỏ học rồi ba. Và Biển nói từ nay trở đi con đừng gặp mặt cậu ta nữa. Gosh, gosh. Con ở lại Canobo nghe. Cho tôi mượn hobo. Mà mượn làm gì mới được chứ? Bí mật. Thì nói thiệt thử coi, bồ không tin người ta, ai dám cho bồ mượn hobo? Rủi ba đánh đòn ai chịu?
tôi hỏi thiệt, Thảo thương cô Trang không? Thương chứ, nhưng chuyện đó hay nhầm nhò gì tới vụ mượn hô bo? Chính cô Trang kêu tôi thay mặt cô ra đảo dân tố. Biểu hồi nào? Khi cảnh sát ập vô trường. Hiểu rồi, tụi mình cùng đi. Sao vậy? Tao khổ quá à, sắp hết trơn xăng rồi phải về nhà lấy thêm. Nói thiệt đó không giỡn đâu. Đáng đợi nghe. Good. Good. Ủa, sao giờ này mà con Thảo chưa về đọc kinh tối? Chắc con nó đi dạo đâu đó. Thiệt là rau nào sâu nấy. Sao mà con Thảo nó giống tánh má nó vậy? Đã điên điên khùng khùng để còn thân cộng nữa chứ. Em không nên nói như vậy. Má Thảo là một người giàu tình thương, biết sống vị tha. Phải rồi, vợ trước của anh giàu tình thương, vị tha. Cùng tôi thì ích kỷ, suốt đời chỉ bo bo, giữ gìn thanh danh, chỉ chạy lo cho anh tiến thân. Giang à, anh không có ý định so sánh. Anh biết em rất tốt đối với... Lại con mèo, hư quá. Đưa tụi mình lên đảo dấu vàng, thích không? Đảo dấu vàng nào? Ngốc dễ sợ, không mê chuyện của Tích mà cũng đòi làm thuyền trưởng. Mê chứ, nhưng ai kể mà nghe. Má phải kể chứ. Tụi nó giết má của biển rồi. Vậy má Thảo có kể nhiều câu chuyện của Tích không? Nhiều, nhiều lắm. Rồi nửa chừng má bệnh má chết, ba lấy vợ mới, chẳng còn ai thương Thảo nữa. Sao vậy? Xuồng hư, có lẽ vĩnh viễn ở lại đảo quan. Nào, đi tìm kho báu. Có lẽ ông A Dân và bà Eva cũng lấy lửa kiểu này. Cổ thích mẻo hả? Không, trong kinh thánh. Biển, đưa tới đây.
Làm gì vậy? Thảo chỉ sợ đang ngủ thì Biển bỏ đi tìm kho báu một mình. Cơ ném bom. Gót. Gót, chạy mau lên. Vườn địa đàn của Thảo trái hết trơn rồi kìa. Biển, trong hang có vật gì lạ nhưng không đáng sợ. Gối đó biểu tụi mình vô. Khoan đã. Thôi đi, ngủ rồi. Chết rồi hả? Chưa. Thảo và Gót ở đây canh chừng, tôi đi kiếm nước ngọt. À, Gót. Chờ chút xíu biển sẽ mang nước về. Biển mặn lắm. Mặn như máu. Chú ơi, mở mắt ra. Cháu sợ quá chú ơi. Thank you.
hết. Cô giáo Trang bị tra tấn khủng khiếp. Tùy Trang, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Một là cô chỉ cho tôi biết chỗ giấu tên Ba Dừa. Hai là tôi sẽ thả cô xuống giếng. Chỉ cần một phút, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Cô hiểu chứ? Tôi hiểu. Vậy là cô vẫn còn ham sống. Sống ai mà không ham. Tốt lắm. Ba Dừa đang ở đâu? Anh đang bị thương nặng. Đúng, hắn là một tên duy nhất thoát khỏi cuộc phục kích của chúng tôi. Tôi thề danh dự sẽ bảo toàn mạng sống cho cô sau khi Ba Dừa trả thù. Và có thể cộng sản sẽ điên cuồng trả thù. Nhưng mọi chuyện chúng tôi hoàn toàn giữ bí mật. Và chúng tôi sẵn sàng đưa cô vô Sài Gòn tị nạn. Hoặc cần thì sang hẳn Mỹ. Cô đừng hy vọng kéo dài thời gian. Tìm cách qua mắt tôi. Sao? Cô có trả lời không? Hả? Thiếu tá có cam kết giữ lời hứa với tôi không? Dĩ nhiên, lời thề danh dự của một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ba Dừa bị thương nặng, buộc lòng tôi phải đưa anh vô một cơ sở y tế trong thành phố để điều trị. Tôi dẫn các ông đến đó hả? Thùy Trang, nếu cô nói dối, cả gia đình cô sẽ bị mất mạng. Biển ơi, ba là nghiệp giết của Trang mất. Làm sao bây giờ? Người bị thương trong hang nhất định là chú Ba Dừa. Thương cô Trang bằng mọi giá, hãy cứu chú Ba. Dì ơi, con xin dì, con với Biển đi picnic. Dì đừng báo cảnh sát bắt Biển, tội nghiệp. Rốt, ở lại cảnh giới nha. Bọn Mỹ đổ quân. Lại cứu tôi. Làm sao bây giờ hả Biển? Thảo giờ vết chạy ngay gành đá. Lên xuồng về đất liền. Đi đi. Đi đi. Tôi ở lại với chú Ba. Thôi đi đi. Biển, định đuổi tôi hả? Trời đất, không nhẽ vừa thôi chứ. Mình rối người ta. Trời đất, con có bị thương. Tội nghiệp đau lắm không cưng. Thảo Yên gót đi ngay đi, kẻo trễ. À, không được, tôi nói tiếng Anh Thảo hơn. Tôi có cách đánh lừa bọn Mỹ. Bây giờ phải giấu chú Ba vô trỏng đã. Nào lại lên. Nhớ mang khẩu súng cho chú Ba nghe. You're so cruel.
God is never beat you. Look up and be cautious. Get up. You see, my dog is wounded. Oh, that is a very interesting girl, I suppose. Nhưng cô bé làm gì ở đây? Picnic, cậu thấy không? Cũng picnic, nhưng bằng trực thăng. Thằng nhỏ kia là người họ của tiểu thư hả? Không, ông nội của cậu ấy làm dưới tàu ocean của cha tôi. Cậu không biết chiếc tàu ấy không? Chiếc tàu của Viện Hải Dân học California tặng Viện Hải Dân học Nha Trang đó. Biết, bác của là ai? Giáo sư Tiên, chuyên gia nghiên cứu sóng thần Tanami trên các vùng cung lửa Kamchatka, Hawaii, Japan, Philippines và Indonesia. Bạn thân của ngài James, tổng lãnh sự Mỹ tại Nha Trang, khách mời của chính phủ Hoa Kỳ. Bạn tôi và tôi mượn hô bo của ba tôi đi tìm vàng. À, các ông đã xem quyển Đảo Dấu Vàng của Stevenson chưa? Rồi chiếc hô bo ấy đâu? Ồ, tuyệt vời. Nếu các ông sửa giùm thì vô cùng cảm ơn. Nó đang nằm dưới gành đá kia kìa. Go there. Cô không biết đến mày. Bạn tôi đang buồn. Hô bo thì bị hư, cốt thì bị thương, kho vàng thì cũng không thấy. Giết Việt Cộng đi, rồi chúng tôi cho bạn. Ủa, sao biểu của ông nhất tập Việt Cộng rồi mà? Tướng Westmoreland nói thế để đánh lừa Quốc hội Mỹ thôi. VC còn nhiều lắm, tụi nó đông như kiến. À, chắc ông cũng có cô con gái bằng tuổi tôi chứ? Ồ, có chứ, Emily. Nhất định Emily sẽ hát bài Goodbye by Low. Phải hay hơn nữa ca sĩ Mary Hopkins. Nếu tôi thấy Emily hát tặng ông một bài trên hòn đảo hoang này, ông có vui lòng không? Hay lắm, Kira đã xem xét chiếc hòa bò, chỗ hư hỏng, không có gì đáng ngại. Bây giờ chúng tôi muốn nghe giọng hát của cô. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the winter blow a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. You can hear the winter blow a hundred miles. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the winter blow a hundred miles. Lord, I'm on, Lord, I am true. Lord, I am three, Lord, I'm four. Lord, I am 500 miles away from home. Tiểu thư có muốn về với giáo sư Tiên không? Ờ, có chứ. Ok, tôi sẽ đưa tiểu thư về. Cảm ơn, nhưng tôi còn bạn tôi. Ồ, mặc sát cái thằng mỏi kìa. Để cho nó chết đói với con chó trên đảo hoang này. À, à, cô tôi dơi, tìm ai đi.
Bà vừa đâu? Đồ khốn nạn, tao sẽ giết cả nhà mày. Trình thiếu tá, đại tá tỉnh trưởng cho gọi thiếu tá. Tao không cho mày chết dễ dàng đâu, con cộng sản cái kìa. Đồ ăn hại, một con cộng sản nhảy ranh đó mà cũng qua mặt được anh à? Nhục nhã, hết chỗ nói. Kỳ hạn anh 3 ngày, phải tìm cho bằng được cái thằng ba dừa quỷ tha ma bắt đó. Nếu nó trốn thoát, làm lộ tung tích người bạn của chúng ta trong hàng ngũ Việt Cộng, tôi sẽ nhốt anh ngay tức khắc. Xin tuân lệnh đại tá. Thôi, đi đi. Mình à, bộ mình tưởng em không thương bé Thảo bằng mình phải không? Không phải vậy, tại vì con nó đang sốt cao, anh đi không yên tâm. Có Chúa chứng giám, em thương bé Thảo còn hơn thương cả mình nữa kìa. Em sẽ thay mình săn sóc con. Thôi mình cứ yên tâm lên đường với chiếc Ocean. Đừng để lỡ gì khiến ngài giáo sư giám đốc William bớt không vui. Dù sao cũng nên tha thứ cho tánh ưa mạo hiểm của con gái mình. Em hiểu chứ bộ. Bộ mình tưởng em khắc nghiệt lắm sao? Lúc nghe tin tốp đổ bộ trực thăng của Thompson Fashiken đưa con về thành phố, em bỗng ghen tị với chuyến du hành lý thú của tụi trẻ. Anh, chờ anh chút nghe em. Dạ. Thảo, ba đi nghe con. Ở nhà ráng uống thuốc, nghe lời dì nghe con. Con có chuyện gì muốn nói với ba phải không? Ba ơi, khi một người bạn của ba sắp chết, ba có đưa tay ra cứu bạn ấy không? Con nói gì ba chưa hiểu. Ba cứ trả lời con đi, ba có đưa tay ra cứu người bạn sắp chết của ba không? Ba cảm thấy đằng sau câu hỏi của con có một điều gì đây thật nghiêm trọng, khác thường. Ba cứ trả lời câu hỏi của con đi. Ba cứ đưa tay ra cứu người bạn sắp chết của ba không? Vậy thì ba hãy ra ngay đảo Dông Tố cứu biển giùm con. Ba hứa đi.
Alo, cho tôi gặp thiếu tá báo. Dân, hết sức khẩn cấp. Chào ơi, thiếu tá đấy à. Ơn bề trên mọi chuyện tốt lành. Dân, tôi sẽ đến chỗ thiếu tá ngay bây giờ. Không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Ra ngoài cảnh giới nghe Rod. Trời ơi, chú ba nằm yên đã. Không, thời gian còn ít lắm. Ai biểu cháu ra đây? Dạ, cô giáo Trang và anh Văn. Cháu phải nói thiệt, cháu ra đây làm gì? Cháu đã kể hết rồi đó. Trước khi bị bắt, cô Trang biểu cháu ra ngay đảo Dung Tố để làm nhiệm vụ hoa hồng. Nhiệm vụ hoa hồng à? Cháu có biết nhiệm vụ ấy là thế nào không? Cháu đâu có biết. Nhiệm vụ hoa hồng là sao hả chú ba? Nhiệm vụ hoa hồng nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của chú và cô giáo Trang. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Cháu nói bà cháu tên Võ An, tức Sáu Mạnh phải không? Dạ, chú không tin sao? Anh Sáu có đặc điểm gì? Ba cháu thuận tay trái, bên gò má phải có một vết thẹo do đạn của tụi dân vệ bắn hồi ba cháu bí mật vô thăm nhà. Bây giờ thì chú hoàn toàn tin cháu. Ba cháu chính là người chỉ huy của chú. Chú ba, ba cháu đang ở đâu hả chú ba? Bình tĩnh đã nào đồng chí Mai Biển. Con gót báo động, cháu phải ra coi thử tình hình. Chú ba, chúng ta đã bị bao vây rồi. Bằng mọi giá cháu phải bơi vô bờ. Không, cháu phải ở lại đây với chú. Biển, cháu có muốn trả thù cho cô giáo Trang không? Bằng bất cứ giá nào. Như vậy, muốn báo thù cháu phải sống. Cháu phải lên chiến khu gặp ba cháu và báo cáo thay mặt đại quý Ba Dừa, báo cáo với anh Sáu Mạnh. X2 đã phản bội, nhớ chưa Biển? Mật khẩu liên lạc là nhiệm vụ hoa hồng. Dạ nhớ. Chú sẽ nổ súng thu hút sự chú ý của tụi nó. Cháu sẽ rút theo lối kia, nghe chưa? Dạ. Chú ba, nên đi. Từ nay cháu đã là chiến sĩ giải phóng, cứng rắn lên. Ba Dừa đâu? Ba Dừa có nghe rõ không? Hãy ra hàng đi, sẽ hưởng được sự khoan hồng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ba Dừa đâu? Ba Dừa có nghe rõ không? Hãy ra hàng đi, sẽ hưởng được sự khoan hồng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ba Dừa. Thank you.
tốc độ thêm, họ sắp chết đuối rồi đó. Thưa giáo sư, không hiểu sao tôi có cảm giác con chó kia chính là Ghost của bé Thảo. Trời ơi, đúng là con Ghost. Không muốn giấu anh sự thật nguy hiểm này. Cũng chính vì bà Thảo yêu cầu, tôi đã thay đổi hành trình. Và cũng chính tôi đã đưa con tàu Ocean đi về hướng đảo Dông Tố. Cũng may chúng ta chưa quá trễ. Con gái tôi nói hãy đưa tay cho. Ráng uống chút sữa, mai biển giỏi lắm. Ủa, sao anh biết tên em? Biển à, em không biết đấy thôi. Anh và bé Thảo chơi với nhau rất thân. Em lại đã từng cứu bé Thảo khỏi chết đuối, thì anh phải biết tên em chứ. Thôi, uống đi đi, lẹ lên, tàu sắp cập bến rồi. Thưa giáo sư, liệu tụi an ninh có làm phiền chúng ta không? Có thể như vậy. Nhưng giả sử ở vào địa vị tôi, liệu anh Lâm có làm khác được không? Cậu bé ấy từng coi thường nguy hiểm, cứu sống con gái tôi. Bây giờ cậu ấy gặp tai biến, không lẽ tôi làm ngơ? Thưa giáo sư, tôi hỏi để phòng xa vậy thôi. Thực ra tôi tin rằng anh em trong thủy thủ đoàn đều yêu mến, kính trọng giáo sư. Và họ biết khi giáo sư đã quyết định thì có nghĩa là họ phải biết giữ im lặng và giúp giáo sư bảo vệ tính mạng cậu bé kỳ dị. Cảm ơn anh bạn. Thưa giáo sư, thưa thuyền trưởng, để khỏi liên lụy đến mọi người, tôi sẽ dùng xuồng máy cứu sinh để đưa chú bé về Ghost vô bờ. Hãy coi như tôi cúp xuống. Đi đi. Cảm ơn anh bạn. Chúc lên đường may mắn. Tôi đi. Em về Ghost bơi vô bờ đi, để anh đánh lạc hướng tụi nó. Anh hai, em không muốn. Mau lên. Anh hai, Ghost, hãy bơi theo dưới biển. Nguyên mọi thứ đó, cục cửa tao bắn liền. Đứng im, thằng già kia. Trời đất, đèn hết dầu, tắt mất thì sao? Lẹ lên, rồi về chỗ cũ. Thank you.
thiếu tá, cái thằng già này ngoan cố lắm. Giỏi lắm, mày muốn tự thiêu hả? Tao biếu không mày canh sang Mỹ nè. Đem đây. Lại lên. Mai Biển, con hư lắm, nội không thương nữa đâu, con về làm chi vậy? Nội, nội tha tội cho con, con thương nội quá. Biển, nằm im nha. Cô hiểu em. Chúng ta đã sống cho tình thương và cũng dám chết cho tình thương lớn lao. Ngủ đi em ngoan. Thay đồ mới đi, sáng mai mày sẽ bị bắn. Hiểu chưa? Xin uống chúc mừng sức khỏe các ngài. Chúc mừng cho cuộc chiến đấu vì lý tưởng tự do. Nhưng đặc biệt uống mừng chiến công của thiếu tá Báu. Xin cảm ơn ông Tổng lãnh sự. Thưa quý vị, từ giờ trở đi, các quý vị có thể ăn ngon ngủ yên. Tên đại quý đặc công đã bị giết, thằng bé lợi hại đã bị bắt, và sáng mai con Việt Cộng cuối cùng sẽ bị phơi xác trên trường bắn. Xin chúc mừng sang Phô Sang. Việt Cộng tấn công. Xin lỗi, tôi vắng mặt 10 phút. Alo. Phải, tôi nghe đây. Sao? Trung tâm thẩm vấn bị tấn công à? Không thể tin được. Con Trang bị giết tại chỗ, còn thằng bé bị mất tích hả? Nè, mở ngay cuộc truy lùng, phải bắt hoặc giết cho bằng được thằng nhái ranh khốn kiếp ấy. Treo ngay giải thưởng 1 triệu đồng cho ai nộp thằng Biển về cho quốc gia, hiểu chưa? Phải, 1 triệu đồng, đồ ngu. Nó mà trốn thoát, chúng ta mất đầu rồi. Cái gì vậy Ghost? Lạy chúa, từ đâu về vậy? Vượt ngục. Tạm biệt Thảo. Tôi đi. Đi đâu? Tôi đi tìm ba tôi. Thảo nhắn ông nội giùm. Thôi, xa Biển Thảo buồn lắm. Gót, vô lấy bộ đồ. Biển thay đồ rồi vô núp tạm trong buồng Thảo. Không được, tôi phải đi. Thôi, Biển đừng đi. Thảo cho Biển đi đâu? Đừng đi nghe. Giơ tay lên. Chạy tao bắn liền. Dì ơi, dì, dì ơi, con xin dì mà. Dì ơi, dì. Buông ra, tôi sẽ hỏi tội tôi sao. Giơ tay lên. Úp mặt dưới gốc kia. Lấy lên đi Biển.
bác hơi tụi con bị cướp được, bác cho tụi con núp nhờ. Tôi vô đi. Gót, mau lên. Bây giờ vô chuồng trăng, thả trăng ra. Súng đây, đưa đây. Nổ băng chẳng còn viên nào. Vô ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ăn đi. Ăn. Bác giúp tụi con, tụi con mới bắt chiếc Honda kia. Hai mạng người và một con chó thông minh mà chỉ đáng một chiếc không đa thôi hả? Đứng dậy đi, mau lên. Tôi với cống nhớt nút. Các ông cứ xét. Tôi và con tôi đi săn vừa mới về, đói mềm người đây. Ăn đi con, việc anh phải làm. Khóa đâu? Tên vừa cộng vật lục ấy đáng giá bao nhiêu? 1 triệu.
kể cả sống hoặc chết. Đương nhiên. Lẹ lên, làm gì đình đáng vậy? Một triệu chia đều cho 10 ông cảnh sát, giỏi lắm được 100 ngàn à. Nhưng đến lúc Việt Cộng từ trên núi xuống đòi mạng, chỉ mình anh gồng người chịu hả? Nè, ông lảm nhảm gì vậy? Nói thử nghe, mình anh lãnh đủ 100 ngàn có thể nuôi nổi vợ quá con côi không? Ừ? Dám hù nhân viên công lực ha. Chuyện đâu bỏ đó nghe thầy Quyền. Đi thôi tụi bay, để còn khám nhà khác kiếm thưởng nữa chứ. Mạng cậu tới 1 triệu lần, ráng giữ gìn nha. Súng hết đạn mang theo làm chi? Biết chắc cậu là Việt Cộng tôi mới tặng bộ đồ mới đó. Bây giờ cô cậu đừng đi theo đường cái nữa, tắt đường núi qua chùa Nghĩa Lâm, rồi từ đó băng qua rừng Su Vẹt, vượt sông cái là gặp chân núi Đá Hàng. Ủa, sao bác rành đường lên chiến khu quá vậy? Chẳng giấu gì cô cậu, hồi đánh Pháp tôi đã từng theo Việt Minh lên đó lập chiến khu. Nhưng bây giờ Việt Cộng đánh Mỹ, hoàn cảnh không cho phép. À nè, cầm tiền mà xài. Dạ thôi. Dạ, chúng cháu cảm ơn bác, nhưng bác giúp chúng cháu như vậy là quá tốt rồi. Ơn bác không bao giờ chúng cháu trả nổi. Bác cho phép chúng cháu được từ chối. Thì cứ coi như tôi cống hiến cho cách mạng. Thôi cứ cầm đi, có lúc cần xài đó. Còn chiếc Honda cứ để đây, tôi giữ cho. Yeah. Bất cứ hồi nào cần, chỉ cần nói cho xin chùm chìa khóa, tôi hiểu. Yeah. Liền à. Yeah. Thôi đi đi. Đi. Gót nước tạm ở đây đi, để biển vô chùa coi sao đã. Nhưng biển đừng bỏ Quỳnh Thảo đó nghe. Không, không bao giờ. Thiệt không? Thiệt. Đi gót. Sám hối chư chúng
Nội ơi. Dạ. Nội, ta có thể giúp được gì cho con? Nội ơi, con đang bị tụi ác ôn đuổi bắt. Ta biết, nghe giọng nói con là người ngay đang bị nạn. Ta sẽ giúp con thoát khỏi lũ ác quỷ. Đi theo ta. Con ráng nhớ lấy một đoạn này thôi. Dạ. Thưa nội, con còn một người bạn núp ở ngoài kia. Con đã hứa không bỏ quên người ấy. Ta hiểu. Ta sẽ chỉ đường cho bạn con xuống bến đò đợi con. Thưa thầy, việc này sẽ liên lụy đến nhà chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng lo chi hết. Xin thầy cứ đưa cô bé ấy đi lối tắt xuống bên đò. Mô Phật. Đứng lại. Ê, thằng nhãi, ngẩng mặt lên coi. Nam Mô A Di Đà Phật. Bần tăng và ni cô này phải qua Vĩnh Xuân cầu siêu cho một gia chủ. Xin hai ông nhường lối cho. Ông muốn đi đâu thì mặc ông, thằng nhãi này phải đứng lại. Ni cô cái thằng nhãi gì? Thưa ni cô, đọc kinh Phật coi hay là sư Diệt Cộng? Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Đại hùng đại lực đại từ bi. Bây giờ xin hai thí chủ mở đường cho bần tăng kẻo trễ. Không. Mày không qua mặt được ông nội mày đâu. À, lão sư hữu mang, mày tiếp tay cho cộng sản hả? Nam Mô A Di Đà Phật, ác giả ác báo. Ác giả ác báo nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Chạy đi con, mặt ta. Ơi,
nữa. Máu ra nhiều, nằm xuống đi biển. Đây chắc là bữa tiệc của một bà tiên tốt bụng đãi tụi mình. Đúng, nhưng là một bà tiên diệt cộng. Buồn ngủ quá. Tiến công vô sầu việc địch vào ngày mai được tiến hành sớm hơn dự định. Tôi yêu cầu đồng chí X2 báo cáo điều kiện mà bộ tư lệnh giao cho đồng chí. Báo cáo đồng chí Ba Dừa, về mặt quân sự, địch đã tăng cường thêm nhiều xe tăng trên các điểm xung yếu, nhưng vẫn còn nhiều thuận lợi nếu ta cho tiến công đúng ngày N+1 như quy định trước đây. Đồ phản bội. Một thằng nhỏ, một con bé, một con chó, chỉ còn thiếu chiếc Honda nữa là đủ bộ. Không sao, tao sẽ nộp tụi bay cho thiếu tá báo để lãnh 1.000.000 đồng tiền thưởng. Má, từ mai tôi khỏi phải canh đìa cho má nữa. Có 1.000.000 đồng tôi vô Sài Gòn xài thiệt bảnh. Dùng này là dùng việc cộng thường qua lại. Mày bắt người của họ, hỏi mày yên thân không? Tôi giọt vô Sài Gòn kia mà. Mày trốn mình thân mày, thế rồi tao, ông già và các em mày thì sao? Lo gì, tôi sẽ giết 2 đứa nhỏ và con chó, bí mật nộp đầu cho thiếu tá. Việc cộng mà làm sao biết má ăn cổ. Mày nói cũng nhầm, nhưng con phải nghe lời má. Tốt nhất con đi báo cảnh sát, má tìm cách giữ chúng nó ở đây. Đi đi, lẹ đi con. Các con đi lẹ lên, đừng đi thẳng, có lính phục kích đó. Dạ. Hoành lên trên, rồi vừa xong cái ngang. Y hệt chuyện cổ tích, thằng con là ác quỷ ăn thịt con nít, bà mẹ thì phúc hậu thương người. Trời ơi, mình đợi cậu quá, con nít trong mẹ đi chợ về. Ngồi đây, báo cáo đi, tình hình ở trỏng ra sao rồi? Báo cáo đồng chí tham mưu trưởng, tôi đã gặp X2 để nắm tình hình tại chỗ. Sao Ba Dừa đâu? Tại sao im lặng lâu quá vậy? Dạ đồng chí X2 cho biết đơn vị của Ba Dừa đang triển khai đúng với kế hoạch.
mấy bữa nay địch tập trung đánh phá hành lang ác liệt, cho nên Isai chưa vô gặp bộ chỉ huy chiến dịch được. Anh Sáu à, mọi diễn biến rất ăn khớp với kế hoạch T5 tuyệt mật của chúng ta. Isai đã sẵn sàng đón đồng chí tham mưu trưởng vô thành phố, trực tiếp chỉ đạo giai đoạn quyết định. Tôi đã kiểm tra kỹ các công sự mật và các biện pháp bảo vệ của Isai khi anh Sáu vô thành phố. Tốt lắm, kế hoạch T5 của chúng ta đã được Bộ Tư lệnh miền chấp thuận rồi. Hùng à. Dạ. Mấy bữa nay tự nhiên mình nhớ cái xóm dương liễu của mình quá chừng. Ông già mình và Mai Biển ở đó đã hơn 10 năm rồi còn gì nữa. Với chiến dịch T5, chúng ta phải làm cho kẻ địch lâm vào thế bị động và hỗ trợ cho phong trào cách mạng trong đô thị. Đó là cách đền ơn đáp nghĩa đối với anh chị em, bà con cô bác và người thân của chúng ta ở Nha Trang này. Xong trước khi mặt trời lên cao, cho xe tăng trà sát và bộ binh cảnh sát chở chiến kiểm soát theo ô vuông, rõ chưa? Thảo và Gót quay về đi, ở đây nguy hiểm vô cùng. Thế còn Biển? Tôi sẽ vượt xong. Biển không tin, không thương người ta nữa phải không? Tin chứ, thương thì mới sợ Thảo và Gót chết. Thôi về đi, về đi. Về đi, về đi. Tụi nó giết Thảo mất. Về đi, tạm biệt. Phát huy toàn bộ hỏa lực cứu những người đang vượt sông. Phát huy toàn bộ hỏa lực cứu những người đang vượt sông. Nói với ba tôi rằng X2 đã phản bội, đó là nhiệm vụ hoa hồng. Không, Thảo sẽ đưa Biển đến chỗ ba của Biển, đừng sợ. Chẳng phải Biển vừa nhắc đến nhiệm vụ hoa hồng đó sao? Hoa hồng sinh ra là cho con nít được hạnh phúc. Với chú Sáu Mạnh, X2 đã phản bội. Đi đi, chúc lên đường may mắn.